trời gieo hạt đó. Bình minh thức giấc, sao không làm mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Những ca từ trong trẻo và giai điệu tươi sáng đã mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, và xin được trân trọng kính chào quý vị đại biểu, quý vị khách quý đang đến tham dự chương trình nghệ thuật Khát vọng mùa xuân, đêm nhạc tôn vinh nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Tân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Lê Tú Lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng sự hiện diện của lãnh đạo đại diện các sở ban ngành, các hội liên hiệp, hội cựu chiến binh, các đơn vị lực lượng vũ trang, cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại nhà hát truyền hình HTV và quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Kính thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là chúng ta nhắc đến người nhạc sĩ của những tác phẩm Qua sông, Đất nước, Khát vọng, Mùa xuân, Bài ca không quên. Những ca khúc đã tạo nên dấu ấn của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Ông đã khẳng định vị trí xứng đáng của mình trong nền âm nhạc Việt Nam với giải thưởng Nhà nước năm 2001 cùng nhiều huân chương và các giải thưởng âm nhạc uy tín khác. Với nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ ngừng chảy trong huyết quản của ông. Và hôm nay, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được thông qua chương trình nghệ thuật mang tên Khát vọng mùa xuân để tôn vinh nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, người nhạc sĩ đến với âm nhạc bằng tất cả tình yêu dành cho con người và cuộc sống này. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, tên thật Phạm Văn Thành, sinh năm 1942. Năm 1960, theo truyền thống gia đình, chàng thanh niên 18 tuổi Phạm Văn Thành tham gia cách mạng, trở thành chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Từ trong chiến trường ác liệt, ông bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên, mở đầu cho sự nghiệp sáng tác với bút danh Phạm Minh Tuấn. Cả thời tuổi trẻ sôi nổi, gắn bó với chiến khu, đất rừng và con người Nam Bộ. Bởi thế, cái chất Nam Bộ tự do, phóng khoáng và những âm hưởng dân ca Nam Bộ như một lẽ tự nhiên ngấm vào con người Phạm Minh Tuấn và cả trong những sáng tác. Các tác phẩm của ông thời kỳ này có thể kể đến như Tiếng hát dân công, Qua sông, Chuyển dạo, Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn đều trở thành những trang nhật ký bằng âm nhạc ghi lại rõ ràng nhất, chính xác nhất và đầy xúc cảm nhất về cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của quân và dân ta. Sau khi ta chiến thắng ở Bắc, tôi từ căn cứ Ban Tuyên huấn Trung ương Cục đến Xóm Rẫy để đi học một lớp nhạc đầu tiên trong cuộc đời tôi. Nhưng trên đường đi trên con sông Vàm Cỏ Đông, đoạn thượng nguồn, với trăng non, với mưa lất phất và xa xa là những hỏa châu và những tiếng pháo của quân thù vút qua đầu, bỗng dưng trong người tôi thoát lên một suy nghĩ gì đó còn rất là mơ hồ. Phải viết, viết gì đây? Viết về những người phụ nữ, người mẹ, người chị, đồng bào ta ở các con sông. Tự nhiên trong tôi cảm xúc trào dâng và những âm thanh đầu tiên đã bật lại trong suy nghĩ của tôi. Họ khoan chúng em của mái chèo, đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo, đường hành quân các anh này gấp nẻo, vì quê hương mà anh chẳng ngại gian lao.
Sự nhiệt thành cống hiến của chàng nhạc sĩ trẻ Phạm Minh Tuấn lúc bấy giờ đã được đền đáp xứng đáng khi mà ca khúc Qua Sông của ông nhận được giải thưởng văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu giai đoạn 1960-1965. Và cũng chính từ Qua Sông, bút danh Phạm Minh Tuấn bắt đầu có sự lan tỏa trong khắp chiến trường miền Nam và hậu phương miền Bắc. Ta đó tươi cần là ngụy trang.
người hầu tiên chuyên gạo ra chiến trường. Kỷ niệm của tôi rất là sâu sắc mà cũng rất là đáng nhớ. Khi tôi chưa viết xong bài hát, bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn thì tôi nói chuyện với Lê Anh Xuân. Tôi biết ông đã sắp xuống đường. Thôi trước khi xuống đường tham gia đợt hai mẫu thân thì ông viết tiếp phần lời cái bài hát này cho tôi đi. Nhà thơ Lê Anh Xuân vui vẻ nhận lời và anh viết. Khi anh viết chưa xong á thì ảnh tới ngày phải hành quân ở căn cứ, tôi tiếp tục viết lời cho nó xong. Thì vừa xong lời và nhạc của bài hát bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn thì được tin nhà thơ Lê Anh Xuân đã hy sinh tại Long An.
đầu năm 1974, tôi được lệnh ra Bắc để đi học. Trên đường đi thì chúng tôi gặp rất nhiều tốt nữ thanh niên xung phong đang lao động hăng say để mở những tuyến đường dọc ngang trên dãy Trường Sơn. Trong đầu tôi lúc bây giờ nghĩ ngay, đây là một lực lượng nếu sau này đất nước thống nhất sẽ là chủ công để tiếp tục mở những con đường. Đó là những ý tưởng mà tôi bắt gặp. Đến năm 1976, thì khi đất nước ta đã thống nhất và khi khánh thành con đường tàu hỏa thống nhất Bắc Nam đó, thì những cái sự kiện, những cái tích lũy mà tôi đi trên đường Trường Sơn bắt gặp, tự nhiên nó sống dậy trong tôi, lại là một tia chớp để tôi viết Đường Tàu Mùa Xuân. Năm xưa anh pha núi, em mở đường trên đỉnh Trường Sơn, đồi núi chập trùng. Năm nay cũng như bàn tay lập hố bom xây cuộc sống tự hào, nào bao cô gái tự hào, nào những chàng trai tuổi thanh niên sức như phù đồng, cháu con của Bác Hồ đi mở đường tàu thống nhất quê hương. Bà ơi, đã bao ngày bao đêm gian nan, tay của nhịp nhàng để tàu ta xuôi nam ngược bắc, và người thương về với người thương. Bà ơi, tất cả vì tương lai mai sau, quê mẹ đẹp giàu, đường tàu ta thắm bao tình nghĩa, tàu Việt Nam ôm chặt đất anh hùng. Năm xưa anh pha núi, em mở đường trên đỉnh Trường Sơn, đồi núi chập trùng. Năm nay cũng như bàn tay lập hố bom xây cuộc sống tự hào, nào bao cô gái tự hào, nào những chàng trai tuổi thanh niên sức như phù đồng, cháu con của Bác Hồ đi mở đường tàu thống nhất. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn định nghĩa cuộc hành trình sáng tạo của mình là hành trình tia chớp sáng tạo. Và trên chuyến hành trình sáng tạo ấy,
ông chọn cho mình chữ đi. Đi để khám phá, đi tích lũy, đi đúc kết nhân sinh quan. Đi để trải rộng lòng mình cùng quê hương đất nước. Để rồi mỗi nơi mà ông đặt chân tới để lại cho người nhạc sĩ ấy những cảm xúc dâng tràn. Và một lần nữa, ông dùng âm nhạc để bày tỏ nỗi niềm rất riêng. Đôi khi, đó chỉ đơn giản là một lời tri ân dành cho mảnh đất đã nuôi dưỡng và chấp cho hồn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn một đôi cánh vững vàng. Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn. Đi bên em trên đường Hà Nội, gió mùa đang về nhẹ nhẹ mưa rơi. Em lặng im thẹn thùng chẳng nói, chỉ để thương, để nhớ trong tôi. Mà để thương, để nhớ trong tôi. Trời thủ đô ngọt ngào hoa sương, thơm tóc em từ câu hát ngày xưa. Tôi thấy như ấm từng hơi thở, mặt đường khuya nhẹ bước thân quen. Hà Nội trên cao mây trời lòng gió, dáng thanh thanh trong sáng hồn thơ. Tôi thấy như hoa đào chớm một mùa xuân duyên dáng đợi chờ. Đi bên em trên đường Hà Nội, gió mùa đang về nhẹ nhẹ mưa rơi. Em lặng im thẹn thùng chẳng nói, chỉ để thương, để nhớ trong tôi. Mà để thương, để nhớ trong tôi. Trời thủ đô dịu dàng hương cốm, xanh biếc xanh nụ hôn giữa trời xanh. Tôi thấy như đất trời đứng tình ca thầm hát trong tôi. Hà Nội lung linh Tây Hồ lòng gió, nói đi em câu nói mộng mơ. Tôi thấy như hoa đào chớm nở, một mùa xuân duyên dáng đợi chờ. Hà Nội ơi, thầm hát trong tôi.
trường xa nhiều gian khổ vẫn đập trong lòng trái tim thành phố như là cuộc sống như là tình yêu và nỗi nhớ. Suốt đời mang theo. Có từ bao giờ hàng me xanh ngắt mà nay đứng đó cho em làm thơ. Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần, mà sao bối rối khi cầm tay em ơi hãy lắng nghe, em ơi hãy lắng nghe, nghe thành phố thở bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng hương đồng đội thanh niên xung phong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong. Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa phượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai. Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ vẫn đậm trong lòng trái tim thành phố như là cuộc sống, như là tình yêu và nỗi nhớ. Suốt đời mang theo. Trong lòng trái tim thành phố như là cuộc sống, là cuộc sống, như là tình yêu, là tình yêu và nỗi nhớ. Suốt đời mang theo. Suốt đời mang theo. Tôi tình cờ bắt gặp được bài thơ của nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh. Phải nói đây là một bài thơ hay mà tôi cảm xúc. Từ đó tôi chọn bài thơ này để phổ nhạc. Tôi rất thích là cái đoạn cuối: từ nơi chiến trường xa nhiều gian khổ vẫn đập trong lòng trái tim thành phố. Đấy là những câu mà tôi nghĩ rằng nó chứa đựng tình người, tình đồng đội, tình quê hương. Với tôi quan niệm rằng tình yêu không đơn lẻ, cho nên hầu hết những tác phẩm của tôi viết về tình yêu gắn liền với con người giữa tôi và chúng ta, giữa một người
với một người, giữa một người với nhiều người, yêu và tin là một cặp phạm trù không thể tách rời. Dòng sâu để em là biển rộng, anh sẽ là gió lồng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em biến rộng, anh sẽ là gió lồng để em là mây bay, anh sẽ là nắng mai để em là hoa đỏ, anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào đời. Đời em là chim én bay, đời em là hương tỏa đâu đây, đời em là bình minh rực cháy, đời em
dòng sông có khi phơi khi đây. Đời là những tiếng khóc, tiếng cười buồn vui. Đời là hạt mưa rơi thơm Sao biển tôi viết vào năm 1985 để phục vụ cho vở diễn với tựa đề Ngôi sao biển của nhà hát kịch Cửu Long Giang thuộc thành phố Hồ Chí Minh lúc bây giờ. Và chính vở Ngôi sao biển đã đạt huy chương vàng trong hội diễn sân khấu toàn quốc năm 1985 tại Cần Thơ. Bài hát tôi nó muốn nói lên cái tình cảm của đôi trai gái, một chị du kích ở Nam Bộ, một anh chiến sĩ miền Nam tập kết có nhiệm vụ vận chuyển vũ khí vào Nam trong thời kỳ chiến tranh. Nói về anh bộ đội, nói về người chiến sĩ, người lao động, không chỉ thể hiện bằng hạnh phúc được, mà thể hiện bằng tâm tình gợi mở và lấy trái tim gieo vào họ những suy nghĩ, và chính trái tim đó tác động đến trí tuệ của họ, và họ làm việc từ lòng yêu nước,
từ trái tim đã vượt qua những khó khăn, những hy sinh mất mát và đem lại những cái thành quả ngoài mong muốn của đất nước chúng ta. Tôi yêu biển và tôi yêu em, một mái chèo rẽ sóng trong đêm, một con tàu mang khát vọng trong tim về quê hương thuở con bóng đạn, một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời vì quê hương hôm nay và mai sau. Sao biển, ngôi sao biển, sao nhớ ai vì đâu không nói, sao thương ai vì đâu không nói, hãy nói đi, hãy nói đi, hãy nói đi, nói đi một lời nồng nàn. Tôi yêu biển và tôi yêu em, một mái chèo rẽ sóng trong đêm, một con tàu mang khát vọng trong tim về quê hương thuở con bóng đạn, một tấm lòng đẹp ánh trăng soi, một con người tung lưới ngang trời vì quê hương hôm nay và mai sau. Sao biển, ngôi sao biển, sao nhớ ai vì đâu không nói, sao thương ai vì đâu không nói, hãy nói đi, hãy nói đi, hãy nói đi, nói đi một lời nồng nàn. Sao biển, ngôi sao biển, sao nhớ ai vì đâu không nói, sao thương ai vì đâu không nói, hãy nói đi, hãy nói đi, hãy nói đi, một lời nồng nàn. Ơi dô ơi hò,
yo, ơi họ, ơi họ, ơi họ, ơi yo, họ ơi yo, ơi yo, ơi yo, ơi họ, yo, ơi họ, ơi họ, yo. Biển sắt quê tôi, đây miền duyên hải, biển sắt reo vui, đã qua ngày dâu dài, biển sắt đưa nỗi, dâng cho đời hương đời, biển sắt tôi yêu, sóng đuổi tháng năm. Tôi người dân chài nơi miền duyên hải, ra khơi về bãi thuyền khắp cá tươi, quen trong dòng tố từ những ngày gian khổ, đã lỡ các bồi dân sống với quê hương. Tôi người dân chài nơi miền duyên hải, đứng trên đầu sóng trong gió đại dương, dùng căng tay lưới ta nối trời dời biển, biển bạc biển vàng biển hát mênh mông. Ơi vô ơi họ, vô ơi họ, ơi họ, ơi họ, ơi vô, họ ơi vô, ơi vô, ơi vô, ơi họ, vô ơi họ, ơi họ, họ vô. Biển sắt quê tôi, đây miền duyên hải, biển sắt reo vui, đã qua ngày dâu dài. Biển sắt đưa nỗi dâng cho đời hương đậm, biển sắt tôi yêu, sóng ru hơi tháng năm. Tôi người dân chài nơi miền duyên hải, ra khơi về bãi thuyền khắp cá tươi, quen trong dòng tố từ những ngày gian khổ, đã lỡ các bồi dân sống với quê hương. Tôi người dân chài nơi miền duyên hải, đứng trên đầu sóng trăng gió đại dương, dùng căng tay lưới ta nối trời với biển, biển bạc biển vàng biển hát mênh mông. Họ ơi vô, ơi vô, ơi vô, ơi họ, vô ơi họ, ơi họ, ơi họ, ơi vô, họ ơi vô, ơi vô, ơi vô, ơi họ, vô ơi họ, họ vô. Mùa xuân hạnh phúc tình yêu, em hãy cười.
người để mùa xuân thêm xuân. Mùa xuân đến từ những giếng dầu, mùa xuân đến từ những nụ hoa thắm màu, mùa xuân đến rạo rực lòng ta, mùa xuân đến làm đẹp bài ca, mùa xuân từ những gian khoan giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ, mùa xuân từ những bàn tay với tấm lòng Việt Nam Liên Xô, mùa xuân từ những gian khoan hói biển sâu ở đâu mõ quý, mùa xuân hạnh phúc tình yêu em hãy cười để mùa xuân thêm xuân. Ca sĩ Ngọc Ánh, một giọng ca đầy nội lực đã gắn bó tên tuổi của mình cùng với ca khúc Mùa Xuân từ những giếng dầu. Và đồng thời cũng xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã thể hiện trọn vẹn những cung bậc cảm xúc về tình yêu qua các tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Kính thưa quý vị, không chỉ sáng tác và để lại cho âm nhạc Việt Nam một số lượng tác phẩm đồ sộ là hơn 200 ca khúc, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn còn tìm tòi và sáng tác nhiều thể loại âm nhạc như khí nhạc, nhạc phim, nhạc kịch, nhạc múa, v.v. Các tác phẩm ở thể loại này đều được viết nên từ chính trải nghiệm cuộc sống và sự góp nhặt cảm xúc của tác giả. Bởi thế mà sau này nó đã trở thành những ca khúc độc lập và có chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Như Sao Biển, viết cho vở kịch Ngôi Sao Biển, Lối Nhỏ Vào Đời và Bài Ca Không Quên, viết cho hai bộ phim cùng tên. Có thể nói âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng giống như con người của ông vậy, cứ miệt mài góp nhặt những ký ức, góp nhặt những cảm xúc trên mỗi chuyến hành trình để làm nên một phong cách trữ tình, lãng mạn rất riêng và làm sống dậy trong lòng người nghe những giai điệu, những ca từ, những năm tháng chẳng thể nào quên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên. Bài ca không bao giờ quên, là mẹ dõi bước con bạc tóc thời gian. Có một bài ca không bao giờ quên, là rừng lạnh sương đêm trăng xuống. Bài ca tôi không quên, tôi không quên. Tôi không quên, gửi trọn đời cho tất cả.
bài ca không bao giờ quên, là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai. Có một bài ca không bao giờ quên, là ca mùa xuân tim không phai. Bài ca tôi không quên, tôi không quên. Bài ca không bao giờ quên, là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Có một bài ca không bao giờ quên, là lời mẹ ru con đêm đêm. Bài ca tôi không quên, tôi không quên. Sao tôi quên có giây phút bình yên, sao tôi quên, sao tôi quên. Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời. Tôi không thể nào quên. Điều đặc biệt trong cuộc đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đó là ông trở thành nhạc sĩ rồi sau đó mới học nhạc, nghĩa là thành nghiệp, thành danh rồi mới bắt đầu học nghề. Thế nhưng ông chưa bao giờ dễ dãi và cho phép mình chủ quan trong những sáng tạo nghệ thuật. Và có lẽ với những khán giả yêu mến nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đều biết rằng ngoài vai trò là nhạc sĩ thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn còn tham gia công tác giảng dạy âm nhạc và giữ các chức vụ Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa 5 và là giám khảo của nhiều hội diễn văn nghệ chuyên nghiệp khu vực phía Nam và cả nước, trong đó có cuộc thi tiếng hát truyền hình. Trên mỗi cương vị khác nhau, người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa Phạm Minh Tuấn đã để lại những ấn tượng khó quên trong lòng bạn bè và nhiều thế hệ đồng nghiệp. Và giờ đây, xin mời quý vị cùng dành ít phút để hoàn thiện bức chân dung về người nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua những lời chia sẻ sau. Tôi cho rằng đó là một nhạc sĩ mà vừa có thành tích mà vừa có cái năng khiếu sáng tác để phục vụ cho đời. Mỗi khi mà tôi làm cái gì mà dính dáng tới quê hương á, thì tôi luôn luôn nhớ tới anh Tuấn. Cái phong cách và tinh thần làm việc của anh cũng là một điều mà chúng tôi luôn học hỏi và kính trọng. Và với tôi thì nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một người thầy lớn, giúp tôi trưởng thành hơn trong nghề nghiệp của mình. Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn cũng là một tay phù thủy đối với việc phổ thơ. Đối với bài thơ Dấu Chân Phía Trước thì anh đưa cái câu thơ Khi Tôi Còn Là Hạt Bụi lên làm mở đầu cho bài hát. Và mà trong bài thơ của tôi thì cái câu này nó nằm ở giữa bài. Thì cái chủ đích nghệ thuật của anh Tuấn rõ ràng là nó tạo được cái ấn tượng rất là đậm, rất là sâu sắc đối với người nghe. Thank you.
Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tờ đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tờ đi xa. Chân trở bầm sâu, dấu chân của dân nước nào nặng hai vai là tổ quốc, chắc người rưng rưng nước mắt, trái tim căm giận bừng bừng. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Cuộc đời cho tôi có cả cuộc đời. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tờ đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tờ đi xa. Chân chớ bầm sâu, dấu chân của dân nước nào
người rưng rưng nước mắt, trái tim căm giận bừng bừng. Khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa. Khi quê hương còn chìm nổi, người đã lên tàu đi xa. Sống tự do nhẹ nhàng đôi chân mà bước, bác đã là người đi trước, phải dừng bằng sáng lời ơi. Cho tôi có cả cuộc đời, cho tôi có cả đọc lên là thấy được nhiều cái ý mới, những câu thơ toát lên những vần điệu, đó là nền tảng cho giai điệu. Bởi vì âm nhạc là nghệ thuật của thời gian, nghe nó lướt qua nhưng phải động lại trong người cái gì đó, kể cả ngôn ngữ âm nhạc, kể cả ngôn ngữ văn học trong thơ ca. Trong mơ em chuồng dậy, chạy đến rồi khóc. Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dầu. Anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu. Đôi tay bâng khuâng nâng cành hoa tím. Và anh nói tặng em mùa xuân. Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dãi dầu.
chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng nắm cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Trong thơ không phải trong mơ, em chuồng dậy chạy đến rồi không. Anh người chiến sĩ và chiếc áo năm tháng dại dầu, anh người chiến sĩ và chiếc áo mưa nắng bạc màu, đôi tay bâng khuâng cành hoa tím, và anh nói tặng em mùa xuân. Ôi ngày ấy sẽ đến, ôi ngày ấy sẽ đến, anh sẽ về phải không anh? Anh sẽ về phải không anh sẽ về anh sẽ về. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Mùa Xuân, một ca khúc được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sáng tác phỏng thơ Elena Superman. Ca khúc là niềm vui vỡ òa sau bao ngày gặp lại sau những năm tháng chiến tranh chan lao. Ở đó, chúng ta bắt gặp lại hình ảnh của cả một thế hệ, cả một dân tộc khát khao hòa bình, hạnh phúc. Và để có được những năm tháng bình yên đó, phải đổi bằng nước mắt, bằng máu thịt và cả sự hy sinh của những hạnh phúc riêng tư cho lý tưởng lớn lao. Vào năm 1964, con gái tôi được 6 tháng tuổi. Lúc ấy, tôi cùng đoàn văn công giải phóng Trung ương Cục biểu diễn ở Bến Tre. Cháu được uống nước cơm pha với đường, thỉnh thoảng mới có sữa, mà phải chạy càng di chuyển liên tục, nuôi con rất khó và nguy hiểm cho tính mạng. Hôm đó tôi đi công tác, tôi bàn với vợ là tìm cách đưa cháu về quê nhờ bên ngoại nuôi giúp, vì gia đình tôi cũng đi tham gia kháng chiến hết, lại ở tận Campuchia. Chúng tôi chuẩn bị ra vùng giáp ranh. Ở đó, người nhà của ngoại đã sẵn sàng đón cháu về. Trên đường hành quân, không ngờ vợ tôi lọt hổ phục kích địch. Trong đoàn có 18 cán bộ, đi cùng 3 phụ nữ. Bị phục kích, súng nổ thì bé khóc. Vợ tôi phải ém nó bằng cách nằm rạp xuống và ấn bầu sữa cho con bú để che mắt địch. Êm tiếng súng nhìn lại con thì nó đã ngộp thở từ lúc nào và cháu mất. Và đó chính là câu chuyện thật về cuộc đời của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Thấm đẫm nỗi đau của bản thân, ông càng hiểu rõ hơn nỗi đau của những người mẹ tiễn con ra chiến trường và rồi con không quay trở về. Kể từ đó, hồn nhạc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn chạm với hồn thơ của những thi sĩ khác, viết nên những ca khúc sâu lắng như Đất Nước Mùa Xuân. Và những ca khúc đó như Nối Hộ, Lòng Biết Ơn của biết bao thế hệ người Việt
gửi đến mẹ Việt Nam anh hùng. Không về mình mẹ lặng im, đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi sáng chắn bao giông chiều ngăn nắng lửa, lao sao chưa hè một dòng ca dao, lao sao chưa hè một dòng ca dao. Yêu tròn tình đời mỗi ngọn gừng cay, xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa không ngủ ngắm bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Không về mình mẹ lặng im, đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, từ thuở còn nằm nôi sáng chắn bao giông chiều ngăn nắng lửa, lao sao chưa hè một dòng ca dao, lao sao chưa hè một dòng. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Tám tuần chung thủy như những câu hò lặng trong tia sao, đêm lạnh giặc diều tiếng mẹ ru con. Xin hát về người. Chia đều sâu no dẫu đói, ta bạn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước ơi, đất nước ơi, đất nước
quý vị, quả thật là một điều rất vui, rất tuyệt vời khi ngày hôm nay trở thành một khán giả, ngồi giữa xung quanh là những khán giả yêu mến dòng nhạc của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn và được lắng nghe những sáng tác mà ông đã viết nên trong những thập kỷ vừa qua. Và giờ đây cho phép Thanh Phương xin được lắng nghe những lời chia sẻ của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ ạ. Thưa bà Thân Thị Thư, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thưa quý vị đại biểu, các quý khán giả, phải nói rằng hôm nay tôi rất vui và rất xúc động vì bao nhiêu hồi ức lại ùa về trong tôi. Điều trước tiên tôi muốn nói là tôi rất cảm ơn ban lãnh đạo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, các nghệ sĩ, các đạo diễn cũng như các cộng tác viên đã đóng góp rất nhiều để hình thành cái chương trình Khát vọng mùa xuân. Phải nói chương trình này là tổng hợp một số bài hát tôi viết trên 50 năm. Có vui có buồn có trăn trở có, và cũng có những khát vọng trong cuộc sống. 50 năm đó với những bài hát này đã đóng góp một phần nhỏ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta và xây dựng đất nước. Tôi tin tưởng rằng sắp tới đây, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh sẽ còn có nhiều chương trình tốt hơn, hay hơn, đáp ứng cuộc sống của chúng ta. Xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin được trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ rất chân tình của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Kính thưa quý vị, gần 70 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã có rất nhiều những cống hiến cho sự phát triển của văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Và giờ đây xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sẽ cùng lên sân khấu và nhận bó hoa tươi thắm từ lãnh đạo thành phố ạ. Và xin được trân trọng kính mời bà Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bó hoa tươi thắm gửi tặng đến nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị, và những bó hoa tươi đẹp này cũng là lời cảm ơn của nhiều thế hệ Việt Nam yêu nhạc dành cho nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin được trân trọng cảm ơn nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin được trân trọng cảm ơn bà Thân Thị Thư. Thưa quý vị, mặc dù đã bước qua độ tuổi xưa nay hiếm, nhưng người chiến sĩ nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vẫn bền bỉ lao động nghệ thuật cùng những rung động chân thành với cuộc đời. Ông luôn không ngừng ước vọng về một đỉnh cao trong lẽ sống và trong cả sáng tạo. Nếu cuộc đời mỗi người là một chuyến hành trình, thì cho phép chuyến hành trình của chúng tôi ngày hôm nay bắt đầu bằng khát vọng và cũng xin được kết thúc bằng khát vọng. Khát vọng của một cuộc đời luôn muốn sống như đời sông, biết yêu nguồn cội, sống như đời núi, vươn tới những tầm cao. Và sao không là gió, là mây, để thấy trời bao la. Và sao không là phù sa, sông mơ màu cho hoa. Sao không là bài ca của tình yêu. Hãy sống như đời sông để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển trào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và ước vọng
để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là gió là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, sao không là mặt trời gieo hạt nắng vô tư. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội, hãy sống như đời núi vươn tới những tầm cao, hãy sống như biển trào để thấy mưa bên dòng, hãy sống và ước vọng để thấy đời mênh mông. Và sao không là gió là mây để thấy trời bao la, và sao không là phù sa dâng mơ màu cho hoa, sao không là bài ca của tình yêu đôi lứa, gieo hạt nắng vô tư, và sao không là bão là giông là ánh lửa đêm đông, và sao không là hạt giống xanh đất mẹ bao dung, sao không là đàn chim gọi bình minh thức giấc, mặt trời gieo hạt nắng vô tư, sao không là mặt trời gieo hạt nắng. Biểu diễn của các nghệ sĩ và xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sẽ cùng lên sân khấu để tặng hoa cho các nghệ sĩ tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ. Kính thưa quý vị, đêm nhạc nghệ thuật tôn vinh nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với chủ đề Khát vọng mùa xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sẽ được khép lại tại đây. Chúng tôi xin được kính chúc nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc. Và cũng xin được cảm ơn quý vị khán giả. Kính chúc quý vị thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.